Có thể nói là các lực lượng cứu hộ cứu nạn ở Rào Trăng 3 đang phải chạy đua với cả thời gian lẫn thời tiết để tìm kiếm người mất tích, bởi khu vực miền Trung lại chuẩn bị phải đón một đợt mưa lớn. Vào sáng nay ngày 15 tháng 10, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chủ trì cuộc họp triển khai tiếp tục ứng phó với áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông. Và theo nhận định thì khoảng 50-60% khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Khi mà tương tác với nhiều hình thái khác thì bão sẽ gây ra đợt mưa rất lớn cho khu vực Trung Bộ. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông lúc 8 giờ với tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Nhận định về khả năng hình thành bão số 8, ông Khiêm cho rằng đến lúc này, nhiều mô hình dự báo cho thấy áp thấp nhiệt đới chỉ có từ 50-60% khả năng mạnh thành bão. Nếu không khí lạnh tràn xuống khống chế trước, bão sẽ không xuất hiện. Dù vậy, những ngày tới, khi kết hợp với nhiều hình thái khác, áp thấp nhiệt đới có thể gây ra một đợt mưa rất lớn cho nhiều tỉnh Trung Bộ. Trọng tâm mưa nằm từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Vào hồi 13 giờ ngày 15 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 600 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Ban Chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Chuẩn bị tích cực nhất để ứng phó với cái hoàn lưu của cái số 8 này, dù nó là nhiệt đới, dù nó là bão, nhưng chắc chắn mưa vùng này thì nhiều. Cho nên cái vùng này không phải là ngày 17, 18 là xong đâu, nó còn kéo dài, thậm chí chúng ta rút kinh nghiệm bài học năm 2016, lũ trồng lũ đấy. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương, bão số 7 đã gây sạt lở 278 m2 kè Hải Thịnh 3 thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tính đến sáng nay 15 tháng 10, mưa lũ đã làm 48 người chết và mất tích, trong đó có 40 người đã thiệt mạng, có 585 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 135.731 nhà bị ngập. Về nông nghiệp, 870 ha lúa, 5.314 ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, 3.588 ha thủy sản bị thiệt hại, 332.350 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hiện tại, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia, gồm gạo, lương khô, mì tôm, các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.